Người đàn ông có hành động lạ ở siêu thị tại Đà Nẵng là bệnh nhân tâm thần. Công an địa phương đã bắt được người đàn ông có hành động lạ ở một siêu thị mini tại Đà Nẵng. Người này là bệnh nhân tâm thần mới ra viện được 2 ngày. Chiều ngày 29 tháng 7, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã truy tìm được người đàn ông có hành động bôi nước bọt vào các gói thực phẩm tại một siêu thị mini trên đường Hoàng Diệu thuộc phường Bình Thuận của quận này. Theo đó, người này là TNHT, sinh năm 1987, ngụ phường Bình Thuận. Theo cơ quan công an, người này là bệnh nhân tâm thần, mới ra viện khoảng 2 ngày trước. Trước đó, như báo Người Lao Động đã thông tin, ông Nguyễn Văn Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết phường đã phối hợp với cơ quan chức năng đóng cửa siêu thị Mini V, đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận. Theo ông Quốc, chiều cùng ngày, phường tiếp nhận thông tin một người đàn ông chưa xác định danh tính có hành động lạ bên trong siêu thị nói trên. Cụ thể, theo clip từ camera siêu thị này ghi lại, khoảng 14 giờ cùng ngày, một người đàn ông mặc quần short, áo thun đen đang đứng ở quầy thực phẩm đóng gói. Trong lúc không ai chú ý, người này đã bôi nước bọt của mình lên tay, sau đó lại bôi liên tục vào các gói thực phẩm đặt trong siêu thị. Người này bôi vào nhiều gói thực phẩm chủ yếu mì tôm, bún, phở. Ông Quốc cho hay, ngay sau đó, nhân viên siêu thị thấy người này không đeo khẩu trang nên đã mời ra bên ngoài. Nhân viên sau đó đã kiểm tra camera và phát hiện cảnh tượng trên nên đã báo cơ quan chức năng. Ông Quốc nói ngay lập tức, phường đã cho đóng cửa siêu thị để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Cũng theo ông Quốc, khi cơ quan chức năng đến nơi thì người này đã lẩn trốn. Đại tá Trần Phước Hương, trưởng công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xác nhận sự việc trên và cho hay, công an quận này đang vào cuộc xác minh làm rõ.